Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu sinh 1985, hưởng lộc phú quý, hái về tiền tỷ, giàu có bất ngờ, đổi đời xứng tầm đại gia. Quý khán giả thân mến, ai cũng có những gánh nặng trong đời, ngay cả những người nhìn vô tư nhất cũng mang đá nặng trong túi. Nếu ví cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, mỗi bộ phim ấy sẽ có những tình tiết khác nhau, những bước ngoặt khác nhau, những mối quan hệ khác nhau. Chúng ta ở hiện tại được tạo nên từ chính những bước ngoặt và những tình tiết thử thách đặc biệt. Về cơ bản, mỗi người sinh ra đều có một số mệnh được sắp đặt. Có người những năm đầu tiên đã gặp nhiều may mắn, mọi điều thuận lợi. Lại có người sinh ra đã nếm trải đủ thứ khổ sở. Có người giai đoạn trưởng thành diễn ra rất êm đẹp, nhưng có người vừa bước ra cuộc sống đã gặp phải vô số chông gai. Thời gian được coi là thước đo lòng kiên nhẫn và sự mạnh mẽ của mỗi người, cũng là thử thách để tạo ra bước ngoặt thay đổi số mệnh đặc biệt ấy. Có thể chúng ta đang sống những cuộc đời khác nhau, nắm giữ những số mệnh khác nhau, song điểm chung giữa tất cả là đều phải trải qua những vất vả, gian khó. Trong một giai đoạn nào đó, nhiều người lấy sự thành công và hạnh phúc của người khác để làm thước đo cho bản thân rồi thấy mình thật bất hạnh, trách móc cuộc sống không công bằng. Tuy nhiên, họ không biết rằng hầu hết người ta chỉ đạt được thành tựu nào đó sau khi vượt qua con đường đầy khó khăn, không ai ngay từ đầu đã bước một bước lên mây. Dù họ có xuất phát điểm như thế nào, chỉ là họ lựa chọn im lặng để bước đi một mình, vượt qua tất cả mọi thứ cho tới tận khi chạm đích cùng một thời điểm. Chúng ta cũng không thể đánh giá người khác bằng những cảm nhận chủ quan của bản thân, bởi những gì mà mỗi người đối mặt là khác nhau. Họ có thể đi chậm hơn bạn một đoạn, nhưng họ cũng có thể đã đi trước bạn nhiều bước. Vậy nên việc của Ất Sửu là tập trung vào con đường của chính mình. Đường của Ất Sửu cứ bước. Chuyện của Ất Sửu cứ làm đá nặng trong túi. Ất Sửu tự mang thành tựu, cuối cùng Ất Sửu xứng đáng được nhận. Theo lời tử vi, cuộc sống của người tuổi Ất Sửu trong năm Giáp Thìn 2024 này khá vất vả, lận đận. Tuy nhiên trong tháng 9 âm lịch này, con giáp này sẽ trải qua những thay đổi tích cực đáng kể. Nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân và các cát tinh, bản mệnh sẽ được hưởng nhiều may mắn. Công việc và tình hình tài chính đều suôn sẻ, dư dả. Vậy để biết vận số trong tháng 9 âm lịch cụ thể ra sao, hãy cùng theo dõi hết video này quý anh chị nhé. Người tuổi Ất Sửu sinh 1985 là tuổi con trâu, thuộc mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng dưới biển. Người tuổi Ất Sửu được Thích Ca Mâu Ni ban cho, Bồ Tát Phổ Hiền ban phúc, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ban cho trí tuệ, nên người tuổi này thông minh, tài trí, nói năng ứng đối khôn khéo, không để làm mất lòng ai. Người tuổi Ất Sửu cần cù, siêng năng, làm việc chu đáo, cẩn thận, có trách nhiệm và luôn dựa vào ý chí của mình. Khi định làm bất cứ điều gì thì Ất Sửu rất trọng chữ tín, làm đến nơi đến chốn. Ất Sửu tính tình mềm mỏng song lại rất cứng rắn, cương quyết, bình tĩnh lập lại trật tự. Họ cũng có tính bảo thủ, tôn trọng nề nếp cũ, kỹ lưỡng và sòng phẳng, không thích nợ nần. Còn khi nợ nần thì nhớ rất kỹ và họ cũng thích người khác cư xử lại như vậy. Ất Sửu ham làm những công việc tiên phong đi đầu, nên các lĩnh vực mới có tính sáng tạo và đột phá. Họ đều quan tâm nhờ điều này, nên xã hội không ngừng tiến bộ, khoa học kỹ thuật được cải tiến, không ngừng linh hoạt. Nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý lo cho mình trước, thì phần nhiều họ là những người khá giả, giàu có. Người tuổi Ất Sửu thường phải trải qua một giai đoạn phấn đấu thì mới có tài sản để dành.
Trong số 12 con giáp, trâu là con vật đứng ở vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người Ất Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Ất Sửu có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Ất Sửu 1985 cũng mang những đặc điểm chung của những chú trâu và đồng thời cũng mang những nét riêng của Ất Sửu có thiên can Ất. Những chú trâu này còn được gọi là trâu mang ngũ hành kim. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Đặc tính của can là mẫu người trung hậu, thủ tính, cẩn thận trong mọi vấn đề nên thường chậm chạp. Cầm tinh con trâu là người có nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống, có tinh thần cách mạng cao độ, sự nghiệp công danh phần lớn chỉ đạt ở ngưỡng trung bình. Nhưng nếu nỗ lực hết sức, quyết tâm cao độ thì vẫn gặt hái được thành công vang dội. Còn nếu chấp nhận với những gì đang có thì chỉ đạt được ở mức trung bình và từ tuổi 37 trở đi, thì sự nghiệp sẽ dần dần đi vào ổn định. Sang đến tuổi 43 thì họ sẽ gặp nhiều cơ hội tốt để kiến tạo sự nghiệp phát triển về dòng tiền. Tuổi Ất Sửu tuy không phải người giàu nước dách nhưng họ cũng không phải dạng túng thiếu, của cải thường đủ ăn, đủ mặc, có của để dành. Vấn đề về tiền bạc tuy không giàu có nhưng vẫn sẽ có dư giả. Họ có cuộc đời mang nhiều sự thăng trầm, có lúc vui, lúc buồn, tâm trạng ít khi được thanh thản. Hoàn cảnh cuộc đời đã gây ra nhiều đau thương và làm tổn hao tâm lực của họ. Đối với họ, dù có giàu có đến đâu cũng không làm họ thấy vui và thỏa mãn về tinh thần. Điều họ cần làm là sự thanh thản trong tâm trí. Đời sống tinh thần ít khi được vui vẻ dài lâu, thường chất chứa những âu sầu. Nói chung, cuộc đời của họ gặp nhiều sóng gió, hiếm khi được bình yên. Ất Sửu sẽ có được cuộc sống tình cảm hạnh phúc trọn vẹn nếu sinh vào đúng tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Đường tình duyên của họ cũng phụ thuộc vào ngày giờ và tháng sinh. Nếu lịch sinh vào các tháng khác những tháng trên thì cuộc sống hôn nhân sẽ rất dễ bị gặp cảnh đứt gánh giữa đường. Gia đạo thường hiếm khi được êm đềm, nhiều phiền phức dây quanh, nhưng với sự kiên nhẫn của họ nên mọi chuyện gia đình cũng sẽ được bình yên, hạnh phúc. Ất Sửu sinh vào mùa xuân hay mùa thu là những người làm việc chăm chỉ, cần cù và không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Họ cố gắng phấn đấu đến cùng, một khi chưa đạt được kết quả như mong muốn thì họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những người này thậm chí không cho phép mình chìm vào cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Khi người khác nghỉ ngơi, họ vẫn tiếp tục làm việc với hy vọng sự nỗ lực của mình được đền đáp một cách xứng đáng. Cuộc đời Ất Sửu có nhiều biến động, thay đổi. Dù đã có một cuộc sống sung sướng, ổn định, nhưng sóng gió có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Điều đó không quá lo lắng khi Ất Sửu có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Dù trong tình thế nào thì họ cũng dễ dàng làm chủ được cuộc sống của mình. Ất Sửu thật sự là những người có vẻ ngoài khá nhút nhát, điềm tĩnh, nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp, khi yêu. Họ không biết cách thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết điều đó, khiến cho họ sẽ đánh mất một nửa của mình và bị cho là một kẻ vô tâm, hờ hững. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thật ra, Ất Sửu đang che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã, khó khăn. Họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc, lúc ấy, gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để Ất Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm, nhưng Ất Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang. Đối với Ất Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy, họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương gia đình của mình. Những thành viên trong căn nhà của mình mà có người kết hôn với phụ nữ Ất Sửu thì bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian. Cô ấy là người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình thì phụ nữ Ất Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ Ất Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh để bạn vượt qua thử thách. Đàn ông Ất Sửu thích hợp với những cô nàng hiền thục, đoan trang và dịu dàng. Họ luôn mong muốn được đối phương thấu hiểu tâm tư, suy nghĩ thầm kín của mình. Những người này cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai. Vì vậy, tình cảm của họ đôi khi bị hiểu lầm. Tuy là rất quan tâm, yêu thương gia đình,
Nhưng đôi khi đàn ông ất sửu gia trưởng và nóng nảy luôn yêu cầu mọi người thực hiện những nguyên tắc, nội quy trong cuộc sống. Trên con đường xây dựng sự nghiệp ở sửu sẽ gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại. Bởi vậy dù cố gắng phấn đấu nhưng thành công thường đến muộn với họ. Phải từ năm 32 tuổi đổ đi thì công danh và sự nghiệp mới sáng lạng, phát triển hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa thể ổn định, vững chắc được. Thời gian này, có thể xảy ra những biến động và thay đổi về công việc, nhà cửa. Càng về sau, tài lộc càng dồi dào, sự nghiệp càng thăng tiến. Ưu điểm của ất sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm của ất sửu là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, mặc dù được nhiều người có kinh nghiệm khuyến cáo. Tình cảm gia đình chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của họ, mặc dù đôi khi những kỳ vọng cao có thể tạo ra áp lực cho các thành viên trong gia đình. Về mặt cảm xúc, người tuổi ất sửu thường giữ một bề ngoài yên lặng nhưng có thể trở nên mãnh liệt khi bị kích động trong các mối quan hệ. Họ ban đầu thể hiện sự mạnh mẽ và giản dị, tiếp sau đó là sự lãng mạn và đôi chút bốc đồng. Họ cần thời gian để xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ. Nhưng một khi đã cam kết, họ rất trung thành và đáng tin cậy, coi trọng sự trung thực và đạo đức trong suốt cuộc đời. Tuổi thơ và thanh xuân của người tuổi ất sửu thường trôi qua êm đềm, nhưng khi bước vào giai đoạn trung niên, họ có thể gặp phải nhiều thách thức và áp lực, đặc biệt là trong chuyện tình cảm và hôn nhân. Đây là lúc họ cần phải giữ vững sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách sáng suốt. Dù có thể đối mặt với những thất bại khi về già, nhưng nhờ vào khả năng giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, họ có thể vượt qua mọi khó khăn. Đối với tình cảm, người tuổi ất sửu rất trọng về tình cảm gia đình. Họ thường có cảm giác cô độc và thiếu tri kỷ, tâm giao, nên luôn khao khát phải ổn định những vấn đề trong chuyện tình cảm. Đa số người tuổi ất sửu có tính cách hướng nội, bên ngoài biểu hiện sự bình hòa nhưng bên trong lại là thế giới cảm xúc phong phú. Họ hay giấu sự nhiệt thành, chân tâm xuống đáy lòng, ít khi bộc lộ ra những suy nghĩ thật. Nhược điểm trong tính cách của người tuổi ất sửu chính là sự cứng nhắc và đôi khi trọng tình cảm thái quá. Tính cách cứng nhắc, bảo thủ, ít bộc lộ suy nghĩ bản thân khiến tuổi ất sửu rất hay bị hiểu nhầm trong các mối quan hệ. Ví dụ, đồng nghiệp có thể nhầm tưởng họ khó gần rồi sinh ra thị phi, bạn đời có thể nhầm tưởng họ vô tâm sinh ra sự xa cách. Do trọng tình cảm nên tuổi ất sửu cũng rất hay phạm phải sai lầm khi lựa chọn người bạn đời, tâm giao, họ cả nể, bỏ lỡ cơ hội tốt cũng như bỏ lỡ những người thật sự đáng để nên duyên lâu dài. Về công việc và tài chính, dù cuộc sống hàng ngày có thể bận rộn và không luôn luôn dư dả về mặt tài chính, người tuổi ất sửu luôn không ngừng nỗ lực và làm việc cật lực. Họ thể hiện sự kiên nhẫn, chăm chỉ và không biết mệt mỏi, luôn tuân thủ nguyên tắc nhưng cũng biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Dù sự cứng nhắc trong quan điểm có thể trở thành một thách thức, lòng kiên nhẫn và sự chăm chỉ chính là chìa khóa giúp họ đạt được thành công. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi ất sửu sinh 1985 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này được nhận định là một tháng khá sáng với người tuổi ất sửu trên hầu hết các phương diện. Sự che chở của các ngôi sao may mắn giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn, bản mệnh dần gặt được thành quả cho những nỗ lực của mình và cuộc sống sẽ đi đúng hướng mong muốn hơn. Nhờ nguyệt lệnh lâm quan đới nên sự nghiệp của con giáp này phát triển ổn định, bản mệnh phát huy được các ưu điểm là nghiêm túc, cẩn trọng và tỉ mỉ của mình, nên tiến độ và hiệu suất công việc khá cao. Cách làm việc của bạn cũng bớt phần cứng nhắc, thay vào đó là sự linh hoạt và uyển chuyển trong từng tình huống, cũng bởi tuổi này đã biết tiếp thu và quan sát nhiều hơn. Vận trình tài vận của tuổi ất sửu trong tháng 9 âm lịch này khá ổn định, tuy vẫn chưa có đột phá rõ ràng như mong muốn của bạn, nhưng cũng có khoản ra khoản vào. Thu nhập đủ để khiến bạn yên tâm, bạn cũng nên chú ý hơn đến việc quản lý tài chính và đầu tư, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Phương diện tình cảm của bản mệnh trong tháng 9 âm lịch này cũng có nhiều đào hoa chiếu mệnh, đặc biệt là với người độc thân, bản mệnh là người đa tài đa nghệ. Biết chú trọng đến ngoại hình nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác giới, quan trọng là bạn phải tin tưởng để chọn ra ai là người phù hợp. Tuy nhiên, với người đã lập gia đình, bạn cần chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ đẩy mình vào những mối quan hệ phức tạp. Sức khỏe của con giáp này trong tháng 9 âm lịch tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách bạn chăm sóc bản thân ra sao. Tháng này công việc nhiều,
thời gian nghỉ ngơi sẽ bị thu ngắn lại. Bạn có thể gặp tình trạng mất ngủ hoặc bỏ bê ăn uống. Hãy nên có sự điều chỉnh hợp lý để đảm bảo sức khỏe cũng như nguồn năng lượng cần thiết để làm việc. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải dẫn trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu được nguyệt lệnh lâm quan đới che chở, thái độ làm việc nghiêm túc và chăm chỉ sẽ mang đến cho bản mệnh nhiều thành quả xứng đáng. Các tinh tử vi sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn, chứng minh năng lực một cách không thể bàn cãi và cuộc sống sẽ đi đúng hướng mong muốn của bạn. Cách làm việc của bản mệnh cũng bớt phần cứng nhắc, thay vào đó là sự linh hoạt và uyển chuyển trong từng tình huống, cũng bởi bạn đã biết tiếp thu và quan sát nhiều hơn. Dù công việc bận rộn và nhiều áp lực, nhưng con giáp này lại không hề cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Ngược lại, bạn cảm thấy vô cùng phấn khởi và vui vẻ. Bạn cũng luôn nỗ lực hết mình, luôn muốn biết bản thân mình thiếu sót ở đâu để nắm bắt được và thay đổi. Rất có thể một vị trí mới sẽ đón chào tuổi Ất Sửu trong tháng 9 âm lịch này. Cơ hội hiếm có này không phải lúc nào cũng có, nên bạn hãy dốc toàn lực để thể hiện khả năng của mình nhé. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Trong tháng này nếu phải đi xa vì công việc thì bạn cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình theo nhiều cách. Con giáp này cũng hiểu rõ hơn về các cơ hội đầu tư, chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu tâm hơn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp, làm việc nhóm. Việc xảy ra một số tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên trong trường hợp này, người tuổi Ất Sửu không nên hành động bốc đồng, chứ đừng nói đến việc nói những lời cực đoan không kiềm chế, vì điều này sẽ dễ làm mất lòng đối phương và gây bất lợi cho tiến độ công việc sau này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 9 âm lịch 2024. Trong tháng 9 âm lịch này, đường tài vận của tuổi Ất Sửu khá ổn định, thế nên nếu muốn có được cuộc sống sung túc, giàu có thì bản mệnh nên chú ý dành thời gian và sức lực tập trung cho chuyện kiếm tiền, những chuyện khác tạm gác lại đã. Tất nhiên, để có nguồn thu nhập cao, bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều, những kết quả mà bạn thu được cũng rất đáng để nỗ lực. Con giáp này cũng nên chú ý hơn đến việc quản lý tài chính và đầu tư, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Cũng không nên mạo hiểm vì muốn tìm lối tắt kiếm tiền nhanh chóng. Hãy chú ý đến tính hợp lý của các khoản đầu tư mà bạn được đủ mời tham gia. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thời gian rảnh của mình để kiếm thêm tiền để đảm bảo cho cuộc sống tương lai. Đừng lãng phí thời gian quý báu của bạn mà hãy tận dụng tối đa từng khoảnh khắc để tăng thu nhập. Về chi phí sinh hoạt, tuổi Ất Sửu cần chú ý kiểm soát ham muốn tiêu dùng của mình để tránh chi tiêu quá mức. Lập kế hoạch và quản lý tài chính cá nhân hợp lý, tiết kiệm một cách nghiêm túc là những lựa chọn sáng suốt. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, hai các tinh Thái Dương và Thiên Diêu đem tới nhiều đào hoa cho người tuổi Ất Sửu. Bản mệnh nhanh chóng mở rộng được các mối quan hệ, đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Đối với những người đang độc thân, tháng này cũng mang đến nhiều cơ hội gặp gỡ những người mới. Bạn có thể tham gia vào các hoạt động xã hội hoặc các sự kiện, nơi mà bạn có thể kết nối với những người có cùng sở thích và lý tưởng sống. Hãy mở lòng và không ngại thể hiện bản thân, vì biết đâu trong những cuộc gặp gỡ đó, bạn sẽ tìm thấy một mối quan hệ tiềm năng đáng giá. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, có thể sẽ xuất hiện một số xung đột nhỏ trong gia đình. Những căng thẳng nhỏ có thể nảy sinh từ sự khác biệt trong quan điểm hoặc cách sống. Hãy dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi người, cố gắng giữ không khí hòa hợp trong gia đình. Tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, hạnh phúc gia đình không phải là điều tự động đến mà cần có sự cố gắng và nỗ lực từ tất cả các thành viên. Tháng 9 âm lịch sẽ là một thời điểm thú vị và đầy hứa hẹn cho phương diện tình duyên và gia đạo của người tuổi Ất Sửu.
Đây là lúc mà bạn có thể cảm nhận rõ nét sự gắn kết sâu sắc hơn với nửa kia của mình. Những mối quan hệ tình cảm sẽ trở nên ấm áp và tràn đầy yêu thương. Bạn hãy dành thời gian cho nhau thực hiện những hoạt động thú vị như đi dạo, tham gia các buổi tiệc nhỏ hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon. Những khoảnh khắc như vậy không chỉ làm mới tình cảm mà còn giúp hai bạn hiểu nhau hơn. Những cuộc trò chuyện giữa hai bạn sẽ trở nên sâu sắc và chân thành hơn, là cơ hội để bạn hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trước đó. Hãy cởi mở chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình, vì chính những cuộc đối thoại thẳng thắn sẽ giúp củng cố mối quan hệ của hai bạn. Nếu có những hiểu lầm, đừng ngần ngại thảo luận và tìm ra giải pháp, bởi chính sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau sẽ làm cho tình yêu của bạn thêm bền chặt. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là thời điểm mà bạn cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe bản thân mình. Áp lực công việc và những trách nhiệm hàng ngày có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Cảm giác này có thể kéo dài nếu bạn không dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Vì vậy, hãy tạo cho mình một khoảng không gian riêng, nơi bạn có thể thả lỏng tâm hồn và nạp lại năng lượng. Đôi khi chỉ cần một buổi tối yên tĩnh, đọc sách hoặc nghe nhạc cũng có thể giúp bạn xua tan những lo toan trong cuộc sống. Đừng quên rằng, chế độ ăn uống là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe. Hãy duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, bao gồm nhiều rau xanh và trái cây tươi ngon. Những thực phẩm này không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ bạn khỏi những bệnh tật thông thường. Ngoài ra, việc uống đủ nước cũng rất quan trọng giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, hãy nhớ khởi động kỹ càng để tránh chấn thương. Thể dục không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn là cách tốt để giải tỏa stress. Hãy tìm cho mình một môn thể thao yêu thích như yoga, chạy bộ hay bơi lội để vừa rèn luyện cơ thể, vừa nâng cao tinh thần. Nếu bạn cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường trong cơ thể, đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe kịp thời. Đôi khi chúng ta có xu hướng bỏ qua những triệu chứng nhỏ, nhưng chính những điều này có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn. Chăm sóc sức khỏe không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một phần quan trọng giúp bạn thực hiện được những mục tiêu trong cuộc sống. Hãy luôn lắng nghe cơ thể và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Đảm bảo rằng bạn có đủ năng lượng cho những thử thách và cơ hội đang đến gần, vì sức khỏe là nền tảng vững chắc để bạn hiện thực hóa ước mơ và hoài bão của mình. Hãy trân trọng bản thân và hành trình chăm sóc sức khỏe này, bởi đó chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc và thành công. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Ất Sửu sinh 1985. Ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Ất Sửu sử dụng tình cảm đối mặt với khó khăn, nhờ vậy mà bạn có thể nổi bật trong môi trường cạnh tranh cao và đạt được thành công lớn hơn. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Ất Sửu có thể dễ dàng xử lý các công việc phức tạp, thể hiện khả năng vượt trội với đồng nghiệp và người giám sát, nâng cao hơn nữa tầm ảnh hưởng của mình trong công việc. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Ất Sửu luôn nỗ lực vươn lên để gây dựng cơ nghiệp, và đây là thời điểm bạn nhận được những tín hiệu tích cực, báo hiệu bạn đã thành công bước đầu. Ngày 15 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, những nỗ lực và tài năng của người tuổi Ất Sửu sẽ được công nhận, mọi người sẽ đánh giá cao hơn và cấp trên sẽ dành thêm cho bạn nhận những cơ hội. Ngày 16 tháng 9 âm lịch. Ngày này, công việc của người tuổi Ất Sửu có tiến triển tốt, nhờ có quý nhân phù trợ, đối phương cũng có thể truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm quý báu. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến thị trường bất động sản. Trong ngày nếu đưa ra được những quyết định quyết đoán, bạn sẽ có thu lợi lớn. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Ất Sửu tìm được những đối tác cùng chí hướng hoặc những nhà tài trợ sẵn sàng hỗ trợ bạn khởi nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng nhận được lời khuyên từ những đồng nghiệp có kinh nghiệm trong công việc. Ngày 19 tháng 9 âm lịch. Ngày này, nhờ có bản tính chính trực, đứng đắn cộng với uy tín sẵn có, bạn nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng, tìm kiếm thêm đối tác được mọi người yên tâm, tin tưởng và hợp tác dài lâu. Ngày 21 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Ất Sửu gặp được đối tác làm ăn có uy tín, đôi bên có thể ký kết làm ăn, hứa hẹn tương lai có thể thu được lợi nhuận lớn. Bản mệnh có cơ hội gia tăng thu nhập thông qua các con đường bổ sung,
Ví dụ công việc của bạn có thể đi kèm với các dự án tốt hoặc lợi nhuận đổ về bất ngờ. Ngày 25 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, nếu có cơ hội hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư, người tuổi Ất Sửu nên tìm hiểu và mạnh dạn tiến hành, lợi nhuận sẽ dần dần đổ về. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Ất Sửu sinh 1985. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 9 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985, tức từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 9 âm lịch. Bước vào tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, không khí đầy hứng khởi đang bao trùm. Đây là thời điểm mà những nỗ lực trong quá khứ của bạn bắt đầu đơm hoa, kết trái. Hãy cùng xem những điều gì đang chờ đón bạn trong tuần này. Sự nghiệp trong tuần này, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi tích cực trong công việc. Các dự án mà bạn đã làm việc chăm chỉ sẽ bắt đầu có kết quả rõ rệt. Bạn có khả năng nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Điều này sẽ khích lệ tinh thần làm việc của bạn. Đừng ngần ngại trình bày những ý tưởng sáng tạo của mình. Khả năng lãnh đạo và sự tự tin sẽ giúp bạn nổi bật hơn trong mắt mọi người. Hãy sử dụng những thành công này làm động lực để tiếp tục phấn đấu. Về tài lộc, tình hình tài chính trong tuần này có dấu hiệu khả quan. Bạn có thể nhận được một số khoản thu từ các dự án hoặc công việc trước đó. Đây là thời điểm tốt để bạn xem xét lại kế hoạch tài chính của mình, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng. Hãy chủ động nắm bắt mọi cơ hội để tối ưu hóa thu nhập. Chuyện tình cảm trong tuần này, các mối quan hệ cá nhân cũng sẽ có sự gắn kết hơn. Đây là lúc bạn nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè, thực hiện các hoạt động giúp hâm nóng tình cảm. Nếu bạn đang độc thân, hãy mở lòng và tham gia vào các sự kiện xã hội. Cơ hội để gặp gỡ người mới có thể xuất hiện. Về sức khỏe trong tuần này, tuy nhiên bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe. Áp lực công việc có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Chế độ ăn uống hợp lý cùng với việc tập thể dục sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt. Tử vi tuần thứ hai trong tháng 9 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 9 âm lịch. Bước vào tuần thứ hai, năng lượng tích cực vẫn tiếp tục đồng hành với bạn. Những thành quả đạt được trong tuần trước sẽ tạo động lực mạnh mẽ để bạn tiếp tục phấn đấu. Sự nghiệp trong tuần này, bạn có thể sẽ nhận được những cơ hội mới trong công việc. Các hợp đồng hoặc dự án tiềm năng có thể xuất hiện, mang lại cơ hội để bạn thể hiện tài năng của mình. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với các mối quan hệ làm việc. Có thể sẽ xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ. Vì vậy, hãy giao tiếp một cách rõ ràng và khéo léo để tránh những rắc rối không cần thiết. Giữa tuần, bạn sẽ có cơ hội thể hiện tài năng lãnh đạo của mình. Đừng ngần ngại trình bày ý tưởng mới mẻ. Về tài lộc trong tuần này, tình hình tài chính cũng sẽ có những dấu hiệu khả quan. Các khoản thu nhập từ đầu tư hoặc công việc trước đó sẽ bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chi tiêu có thể tăng cao. Hãy chuẩn bị tài chính để đối phó với những chi phí bất ngờ có thể phát sinh. Trong tuần này, về chuyện tình cảm gia đình sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào. Hãy dành thời gian để chia sẻ và lắng nghe những suy nghĩ của nhau. Những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp hàn gắn những mâu thuẫn trước đó. Đối với những người độc thân, hãy mở lòng để đón nhận cơ hội mới. Sức khỏe tuần này, bản mệnh hãy chú ý đến sức khỏe của mình. Căng thẳng có thể làm bạn cảm thấy mệt mỏi. Hãy thực hiện các hoạt động thư giãn để nạp lại năng lượng. Chăm sóc bản thân là điều cần thiết để bạn có thể theo đuổi những mục tiêu lớn lao trong tương lai. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985, tức từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 âm lịch. Trong tuần thứ 3, bạn sẽ cảm nhận được sự thăng tiến rõ rệt trong công việc. Những nỗ lực trước đó sẽ bắt đầu đổ về những thành quả mà bạn mong đợi. Sự nghiệp trong tuần này của bạn sẽ có những bước tiến mạnh mẽ. Các dự án mà bạn theo đuổi có khả năng đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên và đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa. Hãy tự tin trình bày ý tưởng và đừng ngần ngại chia sẻ những sáng kiến mới mà bạn đang ấp ủ. Tài lộc trong tuần này, tình hình tài chính có thể có những biến động nhỏ. Một số khoản thu nhập sẽ đến nhưng cũng cần chú ý đến các khoản chi tiêu không đáng có. Hãy lập kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý để duy trì sự ổn định tài chính. Chuyện tình cảm và mối quan hệ gia đình trong tuần này có thể gặp phải một vài xung đột nhỏ.
Hãy cố gắng lắng nghe và thấu hiểu nhau để nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề. Tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Sức khỏe trong tuần này. Hãy chú ý đến những dấu hiệu lạ của cơ thể. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay không khỏe, đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Đảm bảo sức khỏe tốt sẽ giúp bạn duy trì phong độ trong công việc. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985, tức từ ngày 22 đến hết tháng 9 âm lịch. Trong tuần cuối cùng của tháng 9 âm lịch, thời điểm này là lúc bạn nhìn lại những gì đã đạt được và chuẩn bị cho những cơ hội mới trong tương lai. Sự nghiệp trong tuần này. Bạn sẽ cảm thấy tự hào về những thành công mà mình đã đạt được. Sự nghiệp của bạn có thể có những bước tiến đáng kể, có thể là một cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Hãy tiếp tục duy trì thái độ tích cực và không ngừng nỗ lực, bởi những gì bạn đã làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài lộc trong tuần này. Tình hình tài chính cũng sẽ có dấu hiệu khả quan, tuy nhiên, hãy chuẩn bị cho các chi phí bất ngờ có thể xuất hiện vào cuối tháng. Lập kế hoạch tài chính rõ ràng sẽ giúp bạn dễ dàng đối phó với những tình huống phát sinh. Trong tuần, chuyện tình cảm gia đình sẽ rất tốt đẹp. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn dành thời gian cho những người thân yêu, tổ chức các buổi gặp gỡ hay đi chơi cùng nhau. Điều này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ và mang lại niềm vui cho cả gia đình. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần này. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Sức khỏe tốt sẽ là nền tảng vững chắc để bạn có thể đón nhận mọi cơ hội trong tương lai. Hãy luôn lắng nghe cơ thể và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống mỗi người đều trải qua những thăng trầm, những vui buồn và những thử thách. Trong bối cảnh bộn bề ấy, triết lý sống theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn trở thành một kim chỉ nam quý giá, giúp con người vượt qua khó khăn, tìm thấy ý nghĩa và bình an trong tâm hồn. Tìm kiếm sự thật, chân hay sự chân thật chính là nền tảng đầu tiên trong triết lý này. Khi chúng ta sống chân thật không chỉ với bản thân mà còn với mọi người xung quanh, chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho các mối quan hệ và sự phát triển cá nhân. Sống chân thật giúp ta không phải giả dối, không phải che đậy và cũng không phải sống trong sự sợ hãi. Tìm kiếm sự thật không chỉ đơn thuần là nói ra sự thật, mà còn là việc hiểu rõ bản thân. Điều này có nghĩa là ta phải đối diện với những cảm xúc, những yếu điểm của mình mà không hề né tránh. Khi chấp nhận những điều không hoàn hảo trong chính mình, ta sẽ học được cách yêu thương và thông cảm với bản thân. Sự chân thật trong chính mình sẽ mở ra con đường dẫn đến sự tự do, tự tại và hạnh phúc. Hai là thiện, yêu thương và chia sẻ sau khi tìm kiếm chân lý. Điều tiếp theo cần làm là thực hành thiện, tức là yêu thương và lòng tốt. Thiện không chỉ là một từ ngữ mà là một hành động, một thái độ sống. Khi ta đối xử tốt với người khác, chúng ta không chỉ mang lại hạnh phúc cho họ mà còn cho chính mình. Hành động tốt đẹp, dù là nhỏ bé cũng có thể tạo ra những làn sóng tích cực trong cộng đồng. Sống thiện lương là biết sẻ chia, giúp đỡ người khác mà không cần điều kiện. Những hành động này có thể là giúp đỡ người gặp khó khăn, tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng, hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười với người xung quanh. Tình yêu thương và sự đồng cảm sẽ lan tỏa, tạo dựng một môi trường sống tích cực, nơi mọi người có thể cùng nhau phát triển. Ba là nhẫn, kiên nhẫn và tha thứ. Nhẫn hay kiên nhẫn chính là một phẩm hạnh cần thiết trong cuộc sống. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường cảm thấy áp lực và căng thẳng, những khó khăn, thử thách không ngừng đổ về khiến ta dễ nản lòng. Tuy nhiên, khi chúng ta thực hành nhẫn, chúng ta sẽ học được cách kiên nhẫn chờ đợi, vượt qua những khó khăn mà không mất đi lòng tin vào bản thân và cuộc sống. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi mà còn là khả năng chịu đựng những nỗi đau, những cảm xúc tiêu cực. Điều này có nghĩa là ta không chỉ cần nhẫn nhịn khi gặp khó khăn, mà còn cần tha thứ cho những người đã làm tổn thương ta. Tha thứ không có nghĩa là quên đi, mà là giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực, để ta có thể tiến về phía trước với trái tim nhẹ nhàng hơn. 4. Ứng dụng triết lý trong cuộc sống hàng ngày. Khi áp dụng triết lý chân, thiện, nhẫn vào cuộc sống hàng ngày, mỗi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực bằng cách sống chân thật. Ta tạo ra mối quan hệ đáng tin cậy và bền vững với những người xung quanh. Khi thực hành lòng tốt, ta không chỉ làm cho thế giới trở nên tươi đẹp hơn mà còn mang lại niềm vui cho chính mình. Cuối cùng, khi học được cách kiên nhẫn và tha thứ, ta sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn và có khả năng vượt qua mọi sóng gió cuộc đời. 5. Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.
Cuộc sống không chỉ đơn thuần là những gì diễn ra hàng ngày, nó là hành trình mà mỗi chúng ta cần tìm kiếm ý nghĩa và giá trị riêng. Triết lý chân, thiện, nhẫn giúp ta định hình cái nhìn của mình về cuộc sống, để nhận ra rằng mỗi thử thách, mỗi niềm vui hay nỗi buồn đều mang một bài học quý giá. Những bài học này không chỉ làm giàu thêm trải nghiệm của bản thân, mà còn giúp ta phát triển thành những con người tốt đẹp hơn trong một xã hội đầy biến động. Việc giữ vững các giá trị chân, thiện, nhẫn trở thành điều cần thiết để mỗi người có thể đứng vững, phát triển và đóng góp tích cực cho xã hội. Hãy nhớ rằng, sống theo triết lý này không chỉ làm cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn, mà còn có khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho thế giới xung quanh bạn. Hãy để chân, thiện, nhẫn trở thành ánh sáng dẫn đường cho cuộc sống của bạn, mang lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.